Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta đến với phần luyện từ và câu. Luyện tập về động từ. Một, tìm các động từ theo mẫu A, chứa tiếng yêu, yêu quý. B, chứa tiếng thương, thương mến. C, chứa tiếng nhớ, nhớ mong. D, chứa tiếng tiếc, tiếc nuối. Câu 2, tìm động từ thể hiện tình cảm, cảm xúc thay cho bông hoa, mỗi từ chỉ dùng một lần. Mẹ ơi, con mẹ quá, sao mẹ đi công tác lâu thế, tối nào em chi cũng khóc đòi mẹ. Con em lắm, chúng con rất mong mẹ về. Hôm nay con vừa giành được giải nhất cuộc thi cờ vua mẹ ạ. À, ai cũng con còn con rất bác Dũng đã dạy con học cờ. Thế mà hồi xưa khi con mới học cờ, con môn này thế con còn mẹ, vì mẹ cứ thuyết phục con học. Bây giờ thì con cờ vua lắm, mai con lại nhắn tin tiếp cho mẹ nhé. Con mẹ ba sử dụng động từ dưới đây để đặt câu hỏi phù hợp với tranh. Ồn, sốt, mệt, nhức, khát, đau. Chúng ta đến với lời giải của ba câu hỏi này như sau. Câu 1, lời giải chi tiết. A, chứa tiếng yêu, yêu mến, yêu thương. B, chứa tiếng thương, thương yêu, yêu thương. C, chứa tiếng nhớ, nhớ nhớ mong. D, chứa tiếng tiếc, tiếc rẻ, hối tiếc. Câu 2, lời giải chi tiết. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, sao mẹ đi công tác lâu thế, tối nào em chi cũng khóc đòi mẹ. Con thương em lắm, chúng con rất mong mẹ về. Hôm nay con vừa giành được giải nhất cuộc thi về cờ vua mẹ ạ. À, ai cũng khen con, còn con rất biết ơn bác Dũng đã dạy con học cờ. Thế mà hồi xưa khi mới học cờ, con ghét môn này thế, con còn giận mẹ vì mẹ cứ thuyết phục con học. Bây giờ thì con thích cờ vua lắm, mai con lại nhắn tin tiếp cho mẹ nhé. Con yêu mẹ. Câu 3, lời giải chi tiết. Một, vì đi chơi dưới mưa nên bạn nam bị sốt rất cao. Hai, khi chạy nhanh trong giờ thể dục, An bị ngã rất đau. Ba, sau khi chơi thể thao, Mai cảm thấy rất khát nước. Bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào các bài giảng tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh nhé.